長年の研究とテストを経て、アンチンツン漢方薬有限会社責任会社による6面の生理的治療をサポートする、会社製品、を発売しました。これは生理的衰弱、trải qua thời gian dài nghiên cứu và thử nghiệm, chúng tôi đã cho ra mắt bộ 3 sản phẩm hỗ trợ điều trị sinh lý của Rockman của công ty trách nhiệm hữu hạn thảo dược An Thịnh Đường. Đây là sản phẩm chuyên biệt dành cho những người yếu sinh lý, liệt xương, đau lưng, mỏi gối, ù tai, mệt mỏi, di tinh, mộng tinh, suy giảm số lượng tinh trùng, suy nhược cơ thể, điều trị u xơ tiền liệt tuyến. Với mong muốn đưa đến sản phẩm chất lượng và hiệu quả, cao ngậm Rockman Pro xin tăng cường hương phần Rockman VIP, dung dịch vệ sinh nam Rockman của công ty trách nhiệm hữu hạn thảo dược An Thịnh Đường để nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Energy siêu hạt tóc mang lại nhiều tác dụng cho người dùng. Energy siêu hạt tóc nghiên cứu mới của chuyên gia đến từ Nhật Bản đánh dấu bước vượt tiến vượt bậc trong sinh lý nam bằng việc kích thích sản sinh testosterone một cách tích cực, tối ưu về cả số lượng và chất lượng tinh trùng. Sản phẩm dược được sản xuất từ những nguyên liệu rất là quý hiếm như cao mật nhân, cao dâm dương hoắc, cao ba kích, cao vĩnh trí, cao đương quy, cao hồng sâm, bột thịt hào, cao đông trùng hạ thảo. Các nguyên liệu này được kết hợp với nhau sẽ có tác dụng tăng cường sinh lý, nâng cao chất lượng tinh trùng, thúc đẩy kéo dài thời gian quan hệ. Ba sản phẩm là sự kết hợp hoàn hảo giữa các hoạt chất sinh học thiên nhiên và các thảo dược có sẵn trong tự nhiên, được sản xuất hoàn toàn trên dây chuyền công nghệ hiện đại đạt tiêu chuẩn GMP và được cấp giấy chứng nhận an toàn từ Bộ Y tế. Sản phẩm có tác dụng nhanh khi sử dụng kết hợp dung dịch vệ sinh nam, viên uống và xịt nam. Sau 3 đến 5 ngày sử dụng, người tiêu dùng sẽ có thể cảm nhận được sức khỏe của mình được cải thiện đáng kể. Thời gian quan hệ vợ chồng kéo dài hơn rất là nhiều so với trước đó. Chất lượng tinh trùng được cải thiện lên đến 70%.